vì sao gọi là Quan Thế Âm Bồ Tát nhưng có lúc lại gọi là Phật Bà? Vậy Quan Thế Âm là Phật hay là Bồ Tát? Phật. Mà thích gọi gì ngài hiểu là được rồi. Ngài kiểu nào cũng được. Nhưng mà đừng có nói Quan Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, tôi tu khác nha. Cái có người nói Nam Mô Quan Thế Chí, tôi thở ý của tôi, rồi nó vậy là cái Nam Mô A Di Đà Phật, cái tôi có cái tật với tôi. Ok à, kiểu nào cũng ok, mấy gì ok á. Nam Mô tắt tôi kiểu khác, tôi Thế Chí là tôi thở ý của tôi.